Riêng với thiền đường Panditarama này lại tách biệt độc lập, bao bọc xung quanh bởi một vườn cây rậm rạp. Thiền đường bắt đầu khởi công xây dựng vào năm 1966 và hoàn thành vào tháng 7 năm 1999, rộng hơn 4 mẫu Anh. Thiền đường cách trụ đá Asoka 1,5 km về hướng Bắc. Đây là trung tâm thiền đường Vipassana, chuyên mở các khóa tu thiền cho du khách quốc tế. Đây là một ngôi chùa khác nữa ở Lumbini, International Huhtamunin Temple. Chùa nằm về phía tây trụ đá Asoka, khuôn viên rộng và yên tĩnh. Ngôi đại tháp này của Phật giáo Miến Điện rất bề thế và quy mô. Nhìn từ xa, nó đã nổi bật trong sắc vàng trên nền trời xanh thẳm. Riêng chùa Myanmar Golden này được thành lập vào năm 1995 và hoàn thành sau 5 năm xây cất. Chùa có nhiều tăng viện với những dãy lầu cao, nhiều hoa văn trong kiểu dáng mái xếp lớp. Chùa cách Lumbini khoảng 2 km về hướng Bắc. Một ngôi chùa khác nữa trong quần thể chùa tháp các nước quanh khu thánh tích Lumbini. Những bức tượng thờ này miêu tả khá sinh động về 4 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Đó là đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập Niết Bàn. Riêng với Phật giáo Thái Lan, hầu như ở khu thánh tích nào trên đất Ấn hay đất Nepal, Hoàng gia Thái Lan cũng cho xây cất chùa tháp xung quanh. Từ ngày lập quốc đến nay, trải qua hơn 700 năm với nhiều giai đoạn lịch sử, Phật giáo Thái Lan luôn được Hoàng gia này coi trọng và kính vì. Ngoài việc tôn trọng quyền phát huy Phật giáo, chính phủ Thái Lan còn lập ra vụ tôn giáo để quản lý công việc của các tôn giáo. Hàng năm, chính phủ Thái Lan thường dành ra ngân khoản cần thiết cho các tổ chức Phật giáo để tu bổ, xây dựng chùa chiền, viện Phật học, tăng đoàn Phật giáo, các trường đại học Phật giáo. Ngôi chùa Thái Lan này thuần nhất một màu trắng toát, trông rất sang trọng, thanh thoát và xa vời, mang một phong cách riêng, tạo điểm nhấn nổi bật trong quần thể các chùa tháp quanh khu vực. Chùa cách trụ đá Asoka khoảng 800 mét về hướng Tây.